Yo, hello anh em, hello, hi hi, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Đây là cái video hướng dẫn chi tiết về sự kiện giấc mơ hoa ha. Hôm qua thì mình đã có thông báo qua rồi, hôm nay là những cái phần mà trong cái video hôm qua nó không có, trên trang chủ không hướng dẫn. Thì bao gồm những cái nội dung như là gửi hoa, tặng hoa, rồi làm sao để vào thế giới của người khác để đổi ha. Rồi cách đổi như thế nào, vân vân và mây mây. Ok, thì đầu tiên khi sự kiện nó diễn ra, nó sẽ bắt anh em nói chuyện với NPC mới. Và NPC này để cho chúng ta một cái giao diện như trên hình video anh em đang thấy đây. Hôm nay thì cô đã đổi được hạt giống hoa của mình là quả gấm này. Nó có 3 loại hạt giống, mỗi ngày anh em được 6 hạt. Và mỗi một loại hạt giống này sẽ trồng ra 3 loại hoa khác nhau và nó là ngẫu nhiên ha. Để anh em đổi được những hạt giống khác ấy, thì anh em cần phải sang thế giới của người khác nói chuyện với NPC là sẽ đổi được. Nhưng anh em chỉ có một lần nói chuyện thôi, tức là một lần đổi thôi ấy. Anh em đã đổi rồi thì anh em sẽ không được nói chuyện với NPC nữa. Nói chuyện với nó thì nó sẽ không hiển thị ra nữa. Trong cái phần giao diện phần thưởng này thì có 3 cái hộp quà quan trọng này. Mỗi một hộp mở ra thì anh em sẽ được chọn một cái kệ cắm hoa. Nhưng mà anh em có 3 hộp cho nên anh em sẽ được chọn tất cả. Ok. Đây là cái phần danh sách giao diện bạn bè. Có bao nhiêu bạn bè thì sẽ hiện ở cái phần trao đổi đấy. Ok. Đầu tiên khi mình đến đổi với NPC, khi nào mình chưa đổi ấy, thì ấn màu về hoa này thì nó sẽ hiển thị ra cái bảng đổi này. Nó sẽ yêu cầu mấy cái thứ vớ vẩn thôi để đổi đến kháo hoạt giống này. Ấn xác nhận đổi. Sau khi ấn xong ấy mà anh em nói chuyện lại với NPC thì anh em sẽ không, nó sẽ không hiển thị ra cái bảng đấy nữa nha, anh em chú ý nha. Ok, khi mà mình lần đầu tiên nhận được hạt giống thì nó sẽ mở phần thưởng cho mình là 60 viên thạch, và cái tiếp theo là trồng hoa rồi nhận hoa, không có gì khó đâu anh em ha. Để trồng thì anh em phải vào ấn trần ca nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái giao diện ấn trần ca lên, dịch chuyển vào ấn trần ca. Trong trường anh em chưa có được dịch chuyển thì anh em có thể dùng cái bình ấm ấy, nhưng mà mình nghĩ bây giờ chắc ai cũng có hết rồi ha. Nói chung là về cái ấm thì chắc có sẽ nhiều có video hướng dẫn, còn đây là chỉ về giấc mơ hoa thôi. Thì để trồng thì anh em phải tìm đúng loại đất nha. Với cái hoa này không phải là đất nào cũng trồng được đâu. Mình đang thu hoạch hết cái đống này đi để dọn đây. Thực ra là cái mảnh đất này là chưa đúng này, phỉ thúy là không phải này. Thì khi mà anh em ấn vào không thấy cái hạt giống hoa đâu ấy thì tức là anh em đang chọn nhầm ô đất nha. Phải là cái loại đất này này, mình đang đứng ở trên này, ruộng phì nhiều ấy thì là sẽ trồng được. Đây, nó sẽ hiển thị 6 hạt giống ở đây và mình trồng thôi. Cái này nó cần 9 phút để phát triển, cũng khá là nhanh. Có thể anh em mới chơi xem đến đoạn này sẽ hỏi là mua đất ở đâu để trồng, thì NPC Tuppy nó bán ngay anh em. Vào trong NPC Tuppy tìm tất cả cái phần hội thoại ấy, trong cái giao diện bán hàng ấy thì nó sẽ có cái phần bán đất và bán hạt giống nha. Ok. Ok, sau khi trồng xong khoảng 9 phút thì nó sẽ mọc thành cây hoa đầy đủ như thế này. Mình cần thu hoạch thôi. Lần đầu tiên thu hoạch 6 cái hạt giống thì anh em sẽ nhận được ngay 60 nguyên thạch cùng với cả một cái hộp quà đặc biệt. Để nhận được hộp quà thì anh em chỉ cần đi ra ngoài bấm trần ca để mở cái giao diện sự kiện thôi. Sau đó anh em bấm mở hộp quà, thì khi mở hộp quà này ấy, nó sẽ cho anh em chọn 3 cái, một trong 3 cái cắm hoa như thế này thì chọn một cái thôi. Hôm sau mình chọn cái thứ hai và ngày tiếp theo mình chọn cái thứ ba, kiểu như thế ha. 3 hộp quà thì anh em sẽ chọn được cả 3 cái trang trí sắp xếp họ mua này. Ở cạnh NPC thì nó cũng có sẵn để cho chúng ta xếp thử. Trong đây có phần là chọn kệ hoa này, phần trên, phần giữa, phần dưới. Anh em chọn sắp xếp linh tinh thôi. Mình nghĩ là chắc là cho mình xem thử thôi, không quá quan trọng đâu. Ok. Ok, mình sẽ chỉ anh em cách mua hạt giống từ thế giới của người khác nha. Đầu tiên ấy, khi mà anh em vào trong phần các NPC này, anh em thấy có hạt giống hoa gấm anh em không thích ạ. Anh em thích mua hạt giống khác thì đầu tiên anh em phải có bạn bè trước nha, phải kết bạn với một người bạn nào đấy. Trong danh sách bạn bè của mình, ví dụ như có mấy người bạn đây này, thì đầu tiên là mình sẽ thử xin vào thế giới của người ta xem vào được không. Khi vào được rồi thì mình chỉ cần chat hỏi thôi, mình hỏi là cho mình đổi ké hoa được không, đại loại như thế ha. Khi mà nói chuyện với NPC ở trong thế giới của người khác ấy, thì em có thể thấy là họ có thể là có loại hoa trùng với anh em, hoặc là có thể là có loại hoa khác. Nói chung là khá là ngẫu nhiên, cái này mình phải hên xui thôi. Hoặc là anh em có tìm xem ai đó có hoa gì người ta share lên. Nói chung là cái này không quan trọng đâu. Anh em có thể kiên nhẫn đợi ngày hôm sau ra loại hoa khác thì anh em mua. Hoặc là nếu như anh em thích thử nghiệm cái tính năng mới thì anh em có thể đi vào để hỏi người khác như mình đang làm đây ha. Mình hỏi một bạn đấy, ở đây bạn ấy cho mình vào nhà đổi hoa, và ở nhà bạn ấy có một loại hoa khá là đẹp ha. Và mình đổi luôn. Và cảm ơn bạn ấy rồi đi về thôi. Ok, may quá.
đã có người cho mình đổi cái loại hoa khác thì mình thử trồng xem nó như thế nào. Thực sự là ngày đầu tiên thì anh em chỉ được đổi một loại thôi, cho nên là loại nào nó cũng vậy cả thôi. À, ok, về cái đoạn nhận hoa từ người chơi khác ấy thì thực sự là mình cũng không có người nào tặng sớm cả, vì mình chơi khá là sớm, đây chỉ là cái tài khoản phụ của mình thôi. Thì khi mà mình dùng cái tài khoản phụ ấy mình tặng hoa cho chính mình thì mình đã nhận được thêm một bông hoa, và nó tính luôn vào trong cái phần nhận thưởng 20, 30, 24, 36 bông này, vân 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 vân. Thì khi mà nhận hoa từ người khác ấy nó cũng tính vào đây. Khi mà anh em nhận được càng nhiều hoa thì anh em sẽ càng hoàn thành được sớm cái phần thưởng nguyên thạch ha. Ok, nó chỉ có thế thôi. Còn phần tặng hoa thì dễ lắm, trong ấn vào phần giao diện bạn bè ấy, trong phần cửa sổ trao đổi hoa ấy, nó có rất là nhiều nút tặng ở đấy ha. Anh em thừa thì em có thể tặng đi. À, chúc mọi người thành công nha. Mình thấy cái phần hoa này nó mọc khá là nhanh, cái sự phát triển của nó nhìn khá là thú vị. Mình đã quay một cái video tour nhanh, anh em cũng có thể xem được cái đoạn từ cái hạt giống mà nó phát triển thành cây hoa là như thế nào ha.